Đây là giao diện chính của phần mềm bài học tiếng Việt chữ Việt. Phần mềm có chức năng kiến tạo các cái bài giảng phần tiếng Việt chữ Việt cho giáo viên tiểu học. Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau thực hành cái thao tác để khởi tạo một cái bài giảng mới. Để khởi tạo bài giảng mới, chúng ta nháy vào từ đơn công cụ này. Sau chúng ta điền vào thông tin là tên tập bài học, chọn cái thư mục lưu trữ cái tên tập đó và cái tên của bài giảng. Cái tên này sẽ được hiện ra trong khi chúng ta trình diễn cái bài học này. Ví dụ chọn tên bài học là bài 1. Phần mềm sẽ tự động điền cái phần mở rộng là tên Việt. Nếu như tôi chọn cái bài là bài học đầu tiên, ta viết chữ E, chữ B, lấy dụ như vậy, chúng ta bấm nút khởi tạo, phần mềm sẽ lập tức là tạo ra một cái tệp trên cái thư mục này có cái tên là bài 1 chấm tên Việt, và chúng ta sẽ vào ngay cái trang để biên soạn cái bài giảng này. Chúng ta chú ý khi biên soạn thì mặc định bên trái màn hình sẽ là danh sách các cái hoạt động, thì khi chúng ta muốn khởi tạo danh sách này là rỗng, bên phải là thông tin chi tiết cần phải nhập. Trên màn hình chúng ta thấy là có một thực đơn, có một thanh công cụ gồm có các nút lệnh chính để chúng ta nhập thông tin các hoạt động chính của bài giảng. Thì đây là cái nút để nhập thông tin chung bài học, bao gồm tên bài học, mô tả ngắn, tiêu đề trên, tiêu đề dưới khi chúng ta trình diễn, và tên của giáo viên, tên của tác giả cái bài giảng này. Ở đây có 3 nút là dùng để khởi tạo, có 4 nút dùng để khởi tạo các cái hoạt động chính của bài học. Thì các cái nút này là như sau. Nút này dùng để khởi tạo các cái hoạt động là tiêu đề của các phần của bài giảng, ví dụ là phần ôn tập, phần bài học mới, phần bài học tiếp theo. Còn đây là 3 cái nút dùng để khởi tạo các cái hoạt động chính của phần tiếng Việt chữ Việt, bao gồm đây là cái bài dùng để đây là cái nút dùng để khởi tạo cái hoạt động là mô phỏng tập luyện bỏ chữ cái. Đây là cái nút dùng để khởi tạo hoạt động mô phỏng các cái từ cụm từ có trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1, 2, 3. Còn đây là cái nút dùng để khởi tạo cái hoạt động là mô phỏng cái thể hiện cái bài luyện tập viết với nội dung bất kỳ. Chúng ta chỉ việc nháy vào cái nút này thì hoạt động sẽ hiện ra như thế này, ví dụ như thế này. Chúng ta có thể bấm liên tục và tạo ra những cái nút như vậy. Ví dụ ở đây, phần mềm sẽ tự động tạo ra các cái tên có cái tên có một cái thông tin, có cái thông tin mặc định, chúng ta có thể điều chỉnh nó. Ví dụ tôi bấm vào đây mà tôi sửa cái phần này, tôi lấy dụ đây là bài học đầu tiên. Mỗi một cái hoạt động này chúng ta có thể đặt các cái bước thể hiện ở vị trí đầu tiên hoặc thứ hai hoặc thứ ba. Phần mềm sẽ tự động điều chỉnh lùi ra hoặc thụt vào các cái tiêu đề này. Khi ta nhập xong nút cập nhật thì phần mềm sẽ đổi tên. Ví dụ đây là cái tập viết bằng chữ cái, chúng ta cho học sinh là từ đầu là xem cách viết cái chữ cái E và chữ B, chúng ta sẽ đẩy lùi vào và chọn đây là quan sát chữ E, chữ B. Và đây chúng ta tên của cái hoạt động này là chữ E, B, và đây chúng ta gõ E, B, bấm nút cập nhật. Phần mô phỏng tập viết, chúng ta sẽ cho học sinh tập viết, mô phỏng tập viết là mô phỏng
dùng là ví dụ tôi lấy ví dụ như là chữ E, chữ M, chữ B, chữ V chẳng hạn. Và đây tôi chọn, tôi bấm tôi chọn cái chữ đó ở trên mình. Tôi phải tìm cái chữ E chẳng hạn. Sẽ có chữ E không? Chắc là phải có chữ E. E đây, chữ E đây. Chấp nhận thì tôi ra chữ E, tôi bổ sung tiếp chữ tôi tìm chữ B chẳng hạn. B. Đây chữ B. Để tôi tìm tiếp chữ V chẳng hạn, có chữ V không? Tìm chữ U, chữ V. V đây rồi. Chữ V đây. Đó. Cho nó có ba loại là đều là hai ly lưỡi kẻ ngang. Được chưa? Bấm nút cập nhật. Ở đây tôi có thể cho thụt vào. Ở cái phần tập viết này tôi sẽ cho đây cái bài tập viết đầu đầu tiên. Tập viết. Chọn kiểu lưỡi là 4 hàng kéo ô vuông chữ 2 ly, chữ 2 ly nó cập nhật để cho nó thuộc vào. Cái bài này tôi gọi không cần nữa, tôi bỏ, tôi xóa đi. Đó, nhưng vừa rồi tôi vừa mới tạo ra được cái bài mô tả ngắn gọn cái khởi tạo một cái tệp bài giảng mới tinh, và như chúng ta có thể lưu lại, chúng ta lưu lại và chúng ta có thể xem ngắn gọn cái trình diễn của nó. Đây tôi viết chữ B, chữ E đây, bài học đầu tiên đây, cái trang đầu tiên, cái trang mục lục, sau đó là bài vào bài học đầu tiên, chữ E, chữ B đây, chúng ta bấm để quan sát, để mô phỏng cái chữ này. Sang cái trang thứ hai, sang cái hoạt động thứ hai là quan sát chữ E, chữ B, chữ V, được chưa? Sau phần thứ ba là tập viết các cái chữ này, chữ E, chữ B và chữ B, ta có thể phóng to nó ra như thế này và có thể in ra, có thể in ra, in ra cái chữ này, đóng giấy cho học sinh quan sát. Đó, và chúng ta có thể thoát ra.